trái bắp không chỉ để nướng hay nấu mà còn được phơi khô, xong rồi thì đem xay ra hơi bể, kết hợp thêm chung với nếp dẻo ngon đã được ngâm kỹ. Sau đó thì đem bỏ chung bắp, nếp và nước theo định lượng vô nồi để nấu thành bắp hầm. Nhớ thường xuyên sơ qua nồi bắp để không bị khét, cũng như bắp và nếp được nở đều, quện vào nhau. Thường thì bà con mình sẽ nấu bắp vào gần nửa đêm và thức canh lửa, vừa sơ đều, tới chừng 7-8 tiếng đồng hồ. Khi trời mờ mờ sáng thì bắp hầm vừa đủ độ nở. Người ta trút ra thau ra xề rồi đem ra chợ để bán cái dẻo bùi của quê hương cho hết thảy mọi người. Đối với những ai dù là ở tại nhà quê hay ở xa ghé về, thì khi chợt bắt gặp một thau bắp hầm, chợt nghe cái mùi thơm thơm của bắp, của nếp là bụng dạ lại nôn nao, nhất định ghé vô bằng được, hỏi mua mấy gói mà ăn cho đã thèm. Bắp hầm, bản thân nó, ngoài cái ngon cái dẻo, thì cách nguyên bản mà người ta gói nó cũng rất là đặc biệt. Lấy cái lá chuối dừa tay, múc giá bắp hầm để vô giữa, gấp thêm đũa dừa rám nạo để lên trên. Sau đó thì khéo léo xếp mép lá lại rồi quật xuống, xé thêm cái lá chuối nhỏ nữa úp lên làm mặt rồi gói lại tiếp. Vậy đó, đôi bàn tay người bán thạo việc nên cứ thoăn thoắt vừa lấy lá, múc bắp, gấp dừa, gói lại, bỏ kèm vô bịch đường, cái muỗng nhỏ rồi đưa cho khách mua, nhanh gọn lẹ vô cùng. Cái gói bắp đó trao cho người ở xa ghé về để tìm lại một trời ký ức tuổi thơ thông qua món ăn bình dị ngày cũ. Có gói bắp hầm trong tay rồi thì thiệt là khó lòng kìm nổi sự thèm thuồng muốn ăn được ngay lập tức. Nhẹ tay gỡ lớp lá chuối ra là một màu trắng muốt, trắng của bắp, của nếp quyện vào nhau, trắng của cơm dừa nạo nữa. Xé bịch đường rồi rắc lên trên bề mặt gói bắp cho đều, vậy là xong, thưởng thức được rồi đó. Lấy cái muỗng nhỏ, múc miếng bắp rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi là sẽ nghe cả khoang miệng thơm lừng mùi bắp, dẻo quẹo. Phần dừa nạo thì béo thôi rồi, còn răng cắn trúng hột đường mè ngọt liệm nữa chứ. Chèn ơi, tưởng hổng ngon, sao mà ngon hổng tưởng vậy hà. Cứ chị múc một muỗng, em múc một muỗng, có xíu thôi mà hết trơn gói bắp rồi nè. Biết vậy, hồi nãy mua đại 3-4 gói về ăn cho đã thèm cưng ha. Gói bắp hầm trắng muốt, có cái lá chuối xanh xanh gói ngoài, nhìn qua thì đơn giản vậy, nhưng có ai ngờ nó chứa đựng một trời tuổi thơ của biết bao người. Ngọc Phượng tin chắc là hồi còn nhỏ, đứa con nít nào cũng rất là háo hức được lẻo đẻo theo chân mẹ đi chợ. Rồi con mắt nó sáng bừng lên khi mà được mẹ mua cho một cái gói bắp hầm, được gói trong cái lá chuối xanh xanh như vậy. Rồi á, mở ra nha, là sẽ thấy được cái màu trắng tươi của nếp nè, của bắp nè, rồi cả dừa nạo nữa chứ. Rắc lên một ít đường mè, múc một muỗng bỏ vô trong miệng. Ta nói, chàng ui, nó dẻo quẹo hà, ngọt lừ ngọt liệm nữa chứ. Để rồi bây giờ đứa con nít ngày xưa đã lớn đó, thì cho dù có đi xa cỡ nào đi chăng nữa mà cứ hễ nhắc về nơi chôn nhau cắt rốn thì nó lại nhớ liền tới món ăn ngon nhất của ngày xưa, chính là món bắp hầm chứ còn đâu nữa.